trị cao huyết áp này, giải độc gan này, tăng cường hệ tiêu hóa này, khỏe hệ tiêu hóa này, đổ máu này. Quá trình nằm dưới dưới rừng để ngâm rượu, bóc cái mắt của nó ra, lõi vứt đi, lõi này vứt đi nhá, hơi chín chín quá. Người ta bóc hết ra, đổ rượu và rửa qua qua nước rượu đi. À, ngâm cái này thì khoảng từ 3 đến 6 tháng là có thể uống được ngâm rượu. Này. Từng múi một rất là đẹp, rất là thơm. Đấy, dứa dại nhé, dứa rừng, dứa rừng, dứa rừng. Tuyệt đỉnh luôn. Đấy. Ngâm rượu này rất nhiều tác dụng. Đấy. Trị cao huyết áp này, giải độc gan này, tăng cường hệ tiêu hóa này, khỏe hệ tiêu hóa này, đổ máu này. À, sau đây thì chúng ta sẽ rót rượu vào để rửa một lần rượu đi, xong rồi mới cho vào ngâm. Và rửa rượu. Đấy. Rửa cho nó sạch đi, rửa một lần nước rồi xong rồi cho ra rửa rượu. À, bây giờ ta sẽ vớt vào bình. Đấy. Đó. Cho bình đổ rượu vào ngâm từ 3 đến 6 tháng để càng lâu càng ngon, càng ngấm càng ngấu. Đây là cách ngâm của bà con vùng cao hướng dẫn. Nếu mà thấy video này ý nghĩa và thú vị thì hãy bấm đăng ký và chia sẻ, follow cho Hiền nhé. Bây giờ này, cho rượu vào này.